มาเราไปจีนให้เลยkhông sợ không sợ không sợ chấm mấy chép cho một bên chấm này bây giờ được giá bao nhiêu anh cá năm nay rẻ thế ít nhất phải 47-49 cá năm nay rẻ phải cá giống bây giờ nhiều ông nuôi quá thôi anh buộc tráng xong anh vứt cái con chấm vào kia đã kìa thằng nào nhiều thì vứt cạnh tôi nhiều em vứt con chấm với con chép mấy con ăn chấm ăn từng mặt to phết bác cứ lưng lên cho anh kia anh bắt cho nhanh rồi ngoài nó đi rồi kìa con chấm kìa con muốn chấm con muốn chấm vứt xuống chú vứt sáng con nắm con săn sắt này con Juta kìa một con chấm nữa này mẹ gọi xem nó đến chưa đang đến mình cứ lọc đi ra được đâu mà đặt lên chỗ thần thú kéo cái chì lên để hút cả thằng ra sau khi nó chắc dồn ra cái dồn đi tút ra đây dồn ra đây nha đắn nhỏ thế nhỉ con nào ăn mặt thì to thôi con nào ăn dưới thì nhỏ con nửa thôi yếu ơi đấy chép nhanh to phết chi.
đi cái kia. Theo gậy của anh. Kéo dần dần dồn lên. Dẫn rồi, dẫn cái nổi rồi. Ui giời, nó ra mẹ túi này. Tí thì lột lại.